Hello 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss. Yeah, ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em trên tay một em hàng rất là hot đến từ nhà Funland. Và em này hiện tại thì đang làm mưa làm gió gần đây. Và có rất là nhiều anh em yêu cầu mình review em này. Và đây chính là một em kit đến từ nhà Funland. Bữa nay Funland nó chuyển sang làm kit luôn anh em ạ. Vậy chúng ta hãy cùng xem thử coi với Funland chuyển sang làm kit thì nó có gì hấp dẫn nha. Ok, let's go. Đầu tiên về cái hộp của em nó thì nó làm cũng khá là giống những cái bàn phím gần đây của em Funland. Ví dụ như là nó sẽ có màu trắng, logo Nine ở đây. Logo Nine là dành cho những cái dòng cao cấp của em Funland á. Ok, mình sẽ cùng mở hộp luôn nha. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ thấy có em kit nằm ở ngay giữa đây, được bọc ở trong một cái túi chống sốc. Đó. Em kit này thì các bạn có thể nhìn thấy đây là phiên bản 84 và nó sẽ có một cái núm ở đây. Để xem cái trong hộp nó gì nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ có thêm một cái tờ hướng dẫn sử dụng, khá là đơn giản thôi. Và nếu như mà các bạn muốn có thêm cái chi tiết thì các bạn có thể vào trong trang web và đăng ký lên. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái cuốn hướng dẫn sử dụng mà bằng tiếng Anh. Đây, để xem thử có tiếng Việt không nhé. À, có tiếng Việt luôn các bạn ạ. Wow, cực kỳ ngon luôn. Nếu mà các bạn sử dụng con này thì các bạn yên tâm là có thể sử dụng nó một cách trơn tru. Đó. Thì nó có hỗ trợ tiếng Việt mà. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái hộp giấy để đựng các cái phụ kiện nhỏ linh tinh nữa. Đây chúng ta sẽ có thêm một cái knob, cái núm xoay, một cái dây bọc dù tai xi màu bạc khá là đẹp, một cái keybuller và cái hai đầu luôn nhé, nhổ switch và nhổ keycap luôn. Ok, như vậy là hết rồi, không còn gì nữa. Quay trở lại với em kit Funland H85 RGB này, thì đây là một trong những cái con kit đầu tiên của thằng Funland. Bữa nay Funland thì nó lấn sân sang làm kit. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy đây là một cái dạng layout 84 khá là cơ bản. À, đây chúng ta sẽ thấy có chữ model là H75 nhé, 75S. Đó. Có mã số series, chúng ta sẽ có hỗ trợ WinMark ở đây luôn. Kickstand thì chúng ta sẽ có kickstand 2 nấc như thế này, khá là tiện lợi. Ngoài ra thì chúng ta vẫn sẽ có những cái chân cao su ở bốn bên. Đó. Và em này thì sẽ là có nhà phân phối chính hãng từ Ninja. Đây. Và nếu như các bạn mua sản phẩm này mà không có cái tem như thế này thì nó không được bảo hành chính hãng tại Việt Nam nhé. Rất tuyệt vời là khi Funland thiết kế cho chúng ta thêm một cái khay để mà đựng cái cổng USB-R như thế này. Đó, em này đang hỗ trợ tới 3 móc nha các bạn. Về cái layout thì chúng ta đã biết nó là layout cơ bản của 75 rồi. Và nó sẽ có thêm mũi tên, một số cái phím chức năng ở bên phải và đồng thời vẫn giữ nguyên hàng F. Ở đây thì mình sẽ thấy có thêm hàng có cái F13 ở đây, khá là ngon. Và chúng ta sẽ có một cái núm ở đây. Cái núm này thì chúng ta sẽ dùng cái knob mà nó đi tặng kèm màu bạc như thế này, khá là đẹp. Hình như cái knob này nó cũng làm bằng kim loại luôn đấy. Ok, về cái độ nặng khi mình cầm lên thì nó khá là nhẹ. Có lẽ là do em này hỗ trợ chỉ pin 3000 thôi. Và cái play của em này thì là play PC, tức là bằng nhựa. Nhựa kiểu dạng nhựa trong suốt ấy, cho nên là nó cầm lên khá là nhẹ. Và cái build của nó thì cũng không quá cứng cáp. Đấy, có lẽ là do cái play bằng nhựa nữa cho nên nó khá là dễ bị uốn cong, không có cứng cáp lắm. Ở phía trên thì chúng ta sẽ nhìn thấy cổng Type-C. Hai bên thì chúng ta sẽ thấy có những cái đường hoa văn chạy sắp chéo như thế này, khá là đẹp. Và cái đường này thì nó sẽ có hỗ trợ xuyên led nha các bạn. Nó là một cái nhựa trong suốt, chạy hai bên luôn. Bây giờ mình sẽ cùng mở ra cho các bạn coi phía trong nhé. Để mà mở được em này thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Em này đang sử dụng lẫy. Và chúng ta sẽ sử dụng móng tay. Đây. Chúng ta tốt nhất là các bạn nên sử dụng móng tay nhé. Tại vì nếu mà dùng các cái thứ khác thì có thể là nếu mà mình dùng bằng kim loại ấy, thì nó rất là dễ bị gãy, ngàn. Chúng ta dùng móng tay thì chúng ta có thể điều chỉnh lực được. Đó. Cứ nạy đều ở các góc liền là xong. Đây. Đó, chúng ta lỡ được cái cover ra rồi, khá là đơn giản thôi.
Và các bạn lưu ý là khi mình gỡ cover thì hãy nhớ nhớ là đừng lắp cái núm này nhé, nếu không nó sẽ bị kẹt cái núm không gỡ ra được. Ok, sau khi gỡ ra thì chúng ta sẽ có thể nhấc lên được cái tấm play này ra. Đó, các bạn nhớ nhấc thì nhớ nhấc nhẹ nhàng như này nhé, tại vì nó sẽ có gắn liền với lại cái pin ở phía dưới. Sau khi gỡ ra thì chúng ta sẽ gỡ được cái dây pin này ra, dây điều khiển đó. Đó. Rồi, ok. Play thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có những cái gasket bằng silicone. Thì theo kinh nghiệm của mình, những cái gasket bằng silicone này thì nó sẽ không có tác dụng gì mấy. Khá là cứng, cho nên là cái độ đàn hồi của con này sẽ không có cao. Và để mở được cái play, tắt cái play này ra thì chúng ta phải mở những cái con ốc ở phía trên này thì chúng ta mới có thể tắt cái play này ra hoàn toàn được. Để mình mở luôn cho các bạn xem nha. Ok, bây giờ mình sẽ nhấc cái play này ra nha. Đây là play bằng PC đây. Và nó sẽ khá là mỏng. Đó, cái play này mình thấy khá là mỏng và cũng cực kỳ mềm dẻo luôn, thì nó là bằng nhựa dẻo mà, nhựa PC ấy. Ở giữa cái tấm play thì chúng ta sẽ có thêm một cái foam nữa. Thì cái foam này thì mình thấy hình như là bằng mút rồi, bình thường thôi, nó không phải bằng silicone. Đấy, ở giữa tấm PC nhé. Và đặc biệt là ở dưới cái tấm PC hồi nãy ấy, thì chúng ta sẽ có thêm một cái squid pad nữa. Đây, đó, squid pad rất là mỏng. Cái này giống như là một cái tép mót của chúng ta vậy. Và với cái dòng như thế này thì chúng ta không phải tép mót nữa, mà nó có, chúng ta có thể sẵn luôn. Đấy. Đây, và mặt em này sẽ là mặt hot swap 5 chân, mặt xuôi, cực kỳ ngon luôn nhé. Và một cái đặc biệt nữa là em này có hỗ trợ cho chúng ta là dùng strap PCP, tức là strap mà gắn liền lên trên cái mặt PCP luôn, chứ không phải là strap dành cho gắn lên trên cái plate. Về cái hot swap của em này thì đang sử dụng đó là hot swap của thằng Kai luôn nha các bạn. Thằng này đang sử dụng hot swap Kai luôn. Về cái mặt thì mình thấy nó làm khá là chỉnh chu. Đây, cái mặt hàn của nó là khá ổn đấy, không có những cái vết nham nhở hay là lem luốc. Đó, làm khá là chỉnh chu. Ok, thì về cái mặt thì mình thấy khá là ok rồi. Còn một cái nữa là hình như cái mặt của con này nó làm mỏng anh em ạ, rất là mỏng. Đây, cho nên là mình nghĩ là cái nó nhẹ cũng là một phần do cái mặt của con này làm rất là mỏng. Ok, tiện đây thì mình sẽ cùng mở cái step của em này ra xem thử nó như thế nào luôn. Về cái step thì mình thấy hình như nó đã có lúp ở phía bên trong rồi. Đây, lúp một lớp nhựa, một lớp mỡ khá là mỏng ở trong này rồi. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là nó chưa có lúp hết cái thân này. Bởi vậy chắc chắn là khi mình sử dụng là nó sẽ vẫn có nghe thấy tiếng lọc sọc cũng như là tiếng tích. Đó, nếu như mà các bạn muốn sử dụng tốt hơn thì các bạn nên gỡ ra và chúng ta sẽ lúp lại cái strap này nha. Ở về cái mặt đáy của em này thì em này đang sử dụng một cái cục pin 3000 này, và nó dán luôn lên trên cái tấm silicone ở dưới này luôn. Pin này 3000 mAh đó, và nó sẽ có dán vào cái tấm silicone này luôn. Mình thấy hình như là cái tấm silicone này làm khá là dày. Cái silicone này thì muốn gỡ ra thì không đơn giản đâu các bạn ạ. Nếu mà các bạn muốn gỡ silicone này ra thì chúng ta phải gỡ hết cái ốc này. Đó, hai cái ốc hai bên này. Đấy, tại vì cái silicone nó nằm phía trong cái ốc này luôn, phía dưới cái ốc này luôn. Chúng ta cũng chỉ có thể nhìn thấy pin này và một cái mặt con ở đây. Mặt con là để cắm cổng tai C. Với những cái thằng mà nó có cái mặt con như thế này thì nó khá là ok. Như vậy thì với cái phần đáy của em này làm rất là ngon rồi nha các bạn. Đó, nó sẽ đổ silicone rất là dày ở đây. Và với cái tấm silicone này các bạn yên tâm là cái âm của nó sẽ không bị rỗng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lắp ngược trở lại và sau đó mình sẽ cùng lắp switch và keycap lên test luôn nha. Như vậy là mình đã lắp lại xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp switch. Và hôm nay mình sẽ sử dụng cái thằng switch đến từ nhà Fullen luôn. Đây là switch Yellow Pro. Đây,
và nó cũng sẽ là dạng linear có pre-loop này nhé. Đó. Và cái lực bấm của nó sẽ là khoảng tầm 45. Đấy. Một hộp như này thì nó sẽ có 35 hoặc là 45 tùy chọn thôi. Và trong các cái dòng của thằng Phùng Len thì mình thấy cái dòng này là nó mượt mà nhất luôn các bạn. Đấy, trong cái dòng của Phùng Len nhé. Mình đã thử bấm rồi và cái dòng này nó khá là ok. Mượt, không nghe thấy tiếng ping. Cực kỳ mượt luôn. Nó ngang ngửa với cái dòng Yellow của thằng Gateron á. Đấy. Và bây giờ này mình sẽ thử cùng lắp cái bộ này lên. Ok, vậy là mình đã lắp xong toàn bộ switch lên trên em này. Và chúng ta sẽ thử bật LED lên xem thử nó có ok không nha. Đây, chúng ta chỉ cần chuyển sang một cái chế độ dùng mát, dùng pin thôi. Đó. Các bạn có thể thấy là cái LED của em này cực kỳ sáng luôn. Đây là do mình đang để đèn ở trong phòng khá là nhiều. Cho nên là các bạn nhìn nó không được sáng lắm. Chỉ bên ngoài nếu mà mình tắt bớt đèn đi thì nó phải nói là cực kỳ là lung linh. Tất nhiên rồi, thằng Phun Len mà, lúc nào nó cũng làm LED sáng chói hết. Đặc biệt là hai bên, phía bên phải và bên trái thì chúng ta vẫn sẽ có hai cái dải LED chạy RGB. Và cái dải LED này chúng ta cũng có thể tùy chỉnh được luôn. Rất là ngon. Sẽ làm sao, tại vì cái thằng này nó có rất nhiều chế độ và cũng như là LED của nó cũng khá là đẹp. Bây giờ mình sẽ lắp bộ cái cap lên và gõ cho các bạn nghe thử đều với một cái kit này. Và hoàn toàn là stock và sử dụng switch đến từ Phun Len luôn thì nó sẽ như thế nào nhé. Ok, thì như vậy là mình đã lắp xong cái bộ keycap lên cho em H75S này. Đó, như các bạn đã thấy thì với cái bộ này đi cùng với lại bộ keycap thì con này lên màu rất là đẹp. Cũng như là nhìn nó khá là hay ho. Đặc biệt là con này nó có cái thêm F13 ở đây. Và chính nhờ cái F13 này mình có thể gắn thêm một con Artisan nào đó nó phù hợp với mình. Đó. Mình rất thích cái kiểu mà có cái dòng F13 như thế này. Và với cái con này có thể macro tùy chỉnh lại nút thì nó khá là linh hoạt nữa. Đó. Đặc biệt là dành cho các bạn đã xem video tới đây cũng như đã có theo dõi kênh của mình thì bất kỳ ai đã từng sub kênh của mình và có đặt con này thông qua cái video này thì các bạn sẽ được mình tặng thêm một bộ keycap. Đây, bộ keycap Karem chuẩn SDA như thế này. Rất là đẹp. Và nó sẽ là chất liệu PPT nhé, in đai sub. Nếu như các bạn không thích bộ keycap này thì có thể một chọn một cái bộ keycap cũng tương tự, đó là bộ keycap Simmer. Cũng có rất là nhiều keycap. Mình lắp vào nó vẫn dư cả đống đây. Tha hồ mà các bạn chơi nhé. Và đặc biệt với cái keycap này thì mình không tặng đâu nhé. Keycap này là keycap Artisan vì mình có bán lẻ. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần đó là xào test em này. Và tất nhiên các bạn lưu ý là đây là toàn bộ là stock nhé. Ok, thì như vậy là mình đã vừa mới sao test cho anh em nghe. Thì với cái sao test vừa qua thì mình cũng khá là bất ngờ đối với những cái nút dùng Start Stop như thế này. Thì với cái stop như này thì nếu như đối với một người là không quá khó tính thì đây là một trong những cái stop rất là ổn. Nếu như mà các bạn mua về sử dụng ngay thì vẫn có thể sử dụng
Khá là ngon lành. Còn nếu như mà các bạn theo cái kiểu chủ nghĩa hoàn hảo thì có lẽ các bạn phải móc lại nha, tại vì nó vẫn nghe vẫn hơi lỏng lẻo một xíu đó, chúng ta vẫn có thể móc lại lúc lại một xíu cho nó mượt mà hơn. Tuy nhiên đối với một người mà cái người dùng cơ bản muốn mua về sử dụng lắp switch lắp cái cáp lên xài luôn thì đây có lẽ là một trong những cái step mình cho là đứng top trong những cái thằng step stock. Khá là bất ngờ tại vì mình thấy nó lúc cũng không có được xịn sò lắm, có lẽ là do nó đã cần quay khá là tốt rồi. Ok, vậy là mình đã vừa mới đi review sơ qua cho anh em về cái con kit H75S của thằng Phunlen mới ra, và với trong tầm giá khoảng 2 triệu thì chúng ta sẽ có những cái ưu điểm khá là nổi bật, ví dụ như là có hỗ trợ 3 móc này, có hot swap 5 chân, có pin có swap 5 chân, có layout 75 đúng xoay thời thượng như thế này, khá là bắt trend. Và chúng ta sẽ có thêm cả những cái hệ thống đèn led viền rất là ngon là đẹp luôn, đồng thời là nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta từ A tới Z, ví dụ như là step đã được cân, được lốp, đã có foam PVC, foam đáy, còn có cả pad switch luôn, tức là cái tép giống như tép mót ở dưới chân switch đấy. Đấy, nói chung là nó hoàn thiện cho chúng ta từ A tới Z rồi. Và con này đang sử dụng nó là Play PC, thì cái Play PC này cũng tùy người. Nếu những người nào mà thích có tiếng nổ to cũng như là cái bàn phím nó nhún nhảy thì có lẽ Play PC là một sự lựa chọn tốt. Tuy nhiên thì đây cũng sẽ là một điểm trừ, nếu như mà những bạn nào mà thích sự cứng cáp và cái tiếng của nó sẽ trầm hơn thì nên sử dụng những cái Play như Play thép hoặc là những cái như Play đồng. Nhưng với tầm giá này thì là quá ok rồi. Ngoài ra thì con này vẫn có một số cái mặt hạn chế, ví dụ như build của nó thì cũng không được chắc chắn, hơi ọt ẹp so với những cái phiên bản lên trước. Còn một cái nữa là pin của nó thì pin 3000 thì hơi nhỏ, nếu như mà pin nó có thể lên được khoảng tầm 5000 thì ok hơn và sẽ cho cái thời lượng sử dụng nó lâu dài hơn. Ok, như vậy các anh em nghĩ sao về con kit Phunlen H75S này? Các bạn có thể để lại ý kiến ở phía dưới phần bình luận nhé. Còn nếu mà các bạn muốn hỏi thêm thông tin gì thì cứ comment. Và nếu như các bạn muốn tham khảo giá thì có thể xem ở phần mô tả của video. À, các bạn đừng quên là inbox trên fanpage để đã có sub về xem video này để được tặng thêm một bộ keycap ice cream cực kỳ ngon này nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share và ủng hộ kênh Bất Gear đấy. Bye bye.